Võ Nhai có tổng diện tích rừng là trên 40.500 ha, trong đó rừng tự nhiên là trên 28.000 ha. Diện tích rừng trồng đã thành rừng là trên 12.500 ha thuộc 10 xã cần được quản lý và cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC. Trong đó, tại hai xã Dân Tiến và Bình Long, dự kiến phát triển rừng bền vững và được cấp chứng chỉ rừng FSC là 2.780 ha. Hiện đã có trên 600 hộ đăng ký trồng rừng theo tiêu chuẩn này với trên 2.300 ha chứng chỉ fsc không chỉ giúp phát triển kinh tế rừng bền vững mà còn được xem như hộ chiếu để gỗ rừng trồng của bà con xuất khẩu đi nước ngoài hiện nay chính quyền địa phương các cấp và ngành kiểm lâm đang tích cực vận động tuyên truyền đến người dân về lợi ích từ việc cấp chứng chỉ rừng fsc cũng như xây dựng kế hoạch trồng rừng theo tiêu chuẩn này